Còn nếu mà không không phải là bệnh thì mà tập ngồi xa, cái lưng mà chưa tập, muốn tập tĩnh công phải cái tập cái bắt đoạn cẩm cho tốt, cái lưng lúc nào cũng ngồi thẳng mà được, ngồi mà không có mỏi phải tập bắt đoạn cẩm, nếu ngồi đau lưng phải tập bắt đoạn Dạ con cẩm thấy giờ này con bị đau ở lưng dưới, mỏi lưng dưới á thầy. đó, mỏi dưới là phải tập đoạn cẩm chạy ngồi lâu đó. Dạ Đoạn cẩm là cái bài tạm thức bằng chạy tiêu kinh, tập tiêu kinh cũng hết, phải tập cho hết. Bài này hôm nay là nói về lý thuyết, tức là cái này nó nói cái này là tu chân đồ, tức là nó nói là cái cơ thể người nói theo kiểu Đông phương, nó không nói theo Tây phương, mà lấy Tây phương vô là lộn xộn liền đó. Thì bây giờ mình hôm nay mình học từng cụm, từng cái khu này, cái khu này về mình lấy giấy mình phân tách nó ra, mình tìm hiểu luôn. Tu chân độ thì là cái gì, tức là cái sơ đồ nội tạng người vậy thôi, để tu tức là làm cho nó tốt lên, tức là cái giống như cái nội tạng mình cũng phải, tức là cái tạng phủ giống như con người phải cho tu hành, tức là tập luyện cho nó đặng, cho nó có những cái tánh tốt mà nó hoạt động tốt lên. Còn chữ tu chân độ ý vậy, cái này có thể nó có từ cả ngàn năm trước rồi, chứ không phải mới đây. Và sau này khi Tây phương thế kỷ 19 nó vô thì nó nằm trên mấy cái chùa đó, rồi trong trong triều đình vua mới đưa cái nói, cái này là bí kiếm trường sinh. Ngày xưa nói Trung Quốc thì kiếm trường sinh là cái sơ đồ này, cuối cùng người Mỹ hỏi tại sao cái sơ đồ này bí kiếm trường, tức là nó luyện khí. Thì đây này bắt đầu coi là lăng thân tách nè, nó người ta cách đây ngàn năm nó nói người ta có 360 trung sinh, mà chuẩn nhà Mỹ nó đo cũng vậy à, 8 vạn 4 4 ngàn rồi lần, và có ba quan. Bây giờ mình để ý nha, 360 trục xương này mình ghi lại, và 4 ngàn lỗ chân lông. Cái này ý nó nói gì? Cái này là xương, phải xương phải mềm, tức là phải dẻo, phải tập cho nó dẻo. Lỗ chân lông nó phải phải lập thở bằng lỗ chân lông đó, hai cái ý nó, ý cái câu đầu tiên đó. Tức là mình tập sao nó phải lọc thở bằng lỗ chân lông thì nó mới thải độc ra. Còn cái khúc 360 cái đốt xương này là nó phải mềm dẻo chứ không cứng ngắc đó, là phải tốt. Thì cái này gọi là khớp, nếu mà không chữa sẽ bị bệnh khớp. Còn cái này mà lỗ chân lông không thoát ra là cái phổi sẽ bị bệnh, cái phổi nó không có đường, nó có một mình nó làm việc à. Bây giờ nó có 4 ngàn lỗ chân lông thì cái phổi nó khỏe, mà phổi nó là gốc, nó đem tất cả cái oxy vô toàn thân mình rất là quan trọng, phải có thằng này phụ vô đó, là ý thứ nhất của cái câu này. Phía sau có ba quan là cái lưng này, bây giờ mình vẽ ở phía sau nó có ba quan này. Cái đầu quan là cái cửa, là cái cửa quan ải á, biết không, chữ quan cái cửa, cửa ải đó. Bây giờ cái này nó nói là cái ý gì, nó phía sau mình nè có ba cái quan này, cái quan này quan thứ nhất này, hình số 1 này, cái quan mình thấy đây nó có cái cổng này. Cái này cái số 2, cái số 3, nó có ba ba cái cổng, là ba cái quan phía sau nó nè, phía sau thấy không, phía sau có ba quan vĩ lưng này, cái vĩ lưng cái này thấy không? Cái này vĩ lưng, cái này vĩ lưng, vĩ lưng quan nè, cái này là dắp tiếp xung quan nè, tiếp quan này ngọc chủng quan đó, nó nói đây nè, tức là nó nói 1 2 3 cái số 1 2 3 trên cái sơ đồ đó, ba cái. Thì bắt đầu nó vô sâu, vĩ lưng là cái gì, là đầu dưới của xương cùng xương sống, cái vĩ lưng là cái đầu nhọn này, cái này nó là cái điểm, cái này chính là cái đuôi của con người. Hồi trước con người có đuôi xương cột đó không, ở xương cột có cái đuôi, có nó cục cửa được nha, nếu mà không cục cửa được là tập cái công khó phải tập làm sao cho nó cục cửa được. Nó ý nó cái phải tập tựa, tập điều khiển được cái cục trong người thì nhúc nhích được cái cục này, ý nó nói nếu tự con xúc là đường tủy, tức là trong này nó có tủy, trong cái xương sống nó có tủy, thấy không, tủy nó đi nè, đường tủy nó đi trong cái xương sống của mình nó hình hình như vậy. Cái đoạn xương cùng ở đây là cái tủy nó đi theo cái đường cột sống nè, lên tới hết cột sống luôn, cái đường tủy nó qua, cái đường tủy cái là ruột của cái cột sống có tủy trong, thì nó đặt tên Trung Quốc là gọi là tào khê, nó nói là nó đặt cái tên gì đó là đường khí dương lên thẳng, tức là khí cũng cái khí trong cơ thể người nó theo cái đường tủy trong cuộc sống.
khí ý nó là cái tủy. Tẩy thủy kinh đó, là khí nó đi sau đó, khí đi theo đường tiểu mà lên. Nên tẩy thủy kinh khi ta tập thủy kinh chắc chắn phải tập theo đường tiểu này. À, mình đâu mình hiểu khi luyện tủy phải tập theo cái đường này thôi, chứ đường tủy sống nó đi từ cái xương cùng những cái lên nào của vậy, tủy thủy kinh phải dính từ cái này đó, nói vậy rồi cái tủy cái đường tủy này này đây này, nó từ cái xương cùng, cái xương cùng là cái khu này là cái đầu nhọn đây này, đấy cái đường chỉ này nó chạy lên này. Không? Nó lên được giữa hai hai quả thận, nó gọi là lưỡng thận nè, xong nó lên đi qua chóp tích này, nó đi từ dưới nè, nghĩ lưu qua lưỡng thận gấp đít, nó lên tới cổ, lên tới đầu thì công nhận nó ghi đường khí đi tới đối diện giữa hai quả thận rồi đi đến giữa hai xương vai này, hai xương vai rồi các bạn dịch tại tôi kinh thấy nó thụt cái đài ra nhỉ, rồi ưỡn cái lưng thấy không, thì khi ưỡn cái lưng thì nó qua giữa hai quả thận, ưỡn cái lưng ra sau á, thì khi mình đau là nó khu đau khu lưỡng thận, cái lưỡng thận nó giống như cái hình thế cực, hai quả thận nó ngược chiều nhau, nghe không? Hai người chịu người giống như cái lộ như cái thái cực này, cái hình thái cực mà cái thận bên phải, cái thận bên phải nè nó gọi là bệnh môn, thận bên phải gọi là bệnh môn, thận bên trái nó gọi là thân à, cái tên của nó nè, cái thận đó này. Thận bên phải là bệnh môn, nghe không? Quả thận bên trái là thận, thận nó có coi vậy, nó có hai cái tên, bên trái là tên là thận, bên phải là mệnh môn, mệnh đó là hai cái tên của nó, là hai quả thận đều có chức năng khác nhau chứ không phải là giống nhau à. Trong người ta thấy giống nhau, bên trong 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 cái công nó nói cho nó mỗi thằng cái mệnh môn chính là cái quả thận bên phải đó, ý nó nói rồi nè, cái đường nhỏ nhỏ này được là đường tủy, nó vẽ ý cái đường tủy này nó đi qua giữa hai quả thận ha, rồi đi lên 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 lên, lên tới nè, lên tới ngọc chẩm này, ngọc chẩm ở đây nè, ngọc chẩm quan đó, cái đường tủy tức là cái xương cùng nó đi qua ba điểm, cái xương, cái tủy sống nó qua điểm thứ nhất là xương cùng là hay là vĩ lưng, thấy không? Xong cái mệnh môn, trong cái ngọc chẩm đó, khi tẩy cái kinh phải tập ba điểm đó, ý nó nói chỉ ngọc được chẩm là cái gì, ngọc chẩm là cái gáy này nè, cái lỗ lõm như này nè, ngửa cái đầu nó lõm lõm đó là cái chỗ đó, ở đó nó dính để điều khiển cục cửa, nó có ba cái đốt sống này. Nó vẽ ba đốt, còn giữa ngực nó có bốn đốt sống, nó điều khiển là ba cái đốt sống ở dưới lưng này cũng vậy á, đốt xương này có một cái ở dưới này một cái, ở lưng này có bốn cái nhưng mà nó mình chưa nói tới, nghe không? Tức là mình nói đầu tiên con người ra, nó đã khi nó nói tới con người, nó nói tới tủy sống trước rồi, nói tới xương, nói tới tổ chân lông, rồi vô ngay cái tủy sống liền, thấy không? Tức là cái, nó đặt cái vị trí tủy sống lên thứ ba, thứ nhất là xương, tức là tập khí công tủy đốt xương, nghe không? Tập hết các sốt xương. Thứ hai là nó có thở ra không, tập mà nó không có, tức là nó ra có ra mồ hôi không, tập không ra mồ hôi là không có được ra, ý nó nói vậy, có ra mồ hôi khúc xương này là mắt xương dùng cúi sát tới đất là nó không có đau cơ đau khớp gì hết thì tốt đó, tức là cái này phải dẻo. Cái thứ hai là phải có ra mồ hôi, thứ ba là cái phải luyện cái tủy này, mà cái tủy này cứ qua ba cái điểm rất quan trọng là cái cổ muốn luyện 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 tủy phải qua ba chỗ, là phải ngước đầu lên ngước đầu xuống và cái lưng ưỡn ra ưỡn vô và cái xương cùng lắc lên lắc xuống, tức là cái đuôi người phải cục cửa, cái mệnh môn là phải ưỡn ra ưỡn, tức là ưỡn lưng cúi xuống được, này cái lưng mình cúi sát xuống đất nhờ ưỡn thôi, như thầy tập ưỡn lưng nói sao chạm đất, cúi xuống đất chạm đất là cái mệnh môn, còn xương cùng phải nhíu nhíu này cục cửa phải tập à, còn cái cổ là ngửa là cổ xuống đó mà không có đau đớn gì hết, nó êm thôi, là ba cái điểm nó phải tập thì là tốt cho tủy đó, ý nó nói các bạn nè. Nếu một cái cổ chiều, cái ngực kéo đặt kéo vô nhiều, cái lưng ưỡn tới ưỡn ưỡn nhiều thì tốt cho tủy, ý nói ba động tác đó, đó ba động tác đó nè, là vĩ lưng ngọc chấp tiếp ngọc chẩm, nếu mà tập chỗ này nhiều thì tốt cho tủy à, ý nói mà hãy tập ở dưới lưng thì nó lên cái thận, nó lên lưỡng thận nè, lên lưỡng thận, mà tập ở ở giữa hai cái vai thì nó lên tới đầu, là nó lên lên tới tới giáp tích là cái chỗ sau sau cái ngực mình, còn tập nữa thì lên tới gáy, đó là khi tập đó thì nó tốt cho tủy đó, ý nói thì tốt tủy, nó gọi là
hậu tam quan, tức là ba cái quan ải phía sau, ba cái chỗ phải cần quan trọng trong con người, ba cái quan ải, ba cái cửa, tức là ba cái cửa ải ấy, hay là một cái cổng. Cái BOT là con mình giống như chú xì qua phải đóng nộp lệ phí được qua vậy, y chang vậy trong người. Rồi bây giờ phía trước nó lại đối diện, nó có ba cái giống nhau luôn, cái này là cửa sau, còn cửa trước nó có ba cái luôn. Phía trước nó gọi là thượng đăng điền. Thượng đăng điền là ngay cái đầu á, thượng đăng điền ở trên đầu là cái đăng điền. Đăng điền là họ sẽ nói cái phía sau là quan nha, cái quan là cái cửa, cửa sau lưng. Còn phía trước này là cái ruộng, ba cái ruộng, cái ruộng trên đầu là mình là cái ruộng ở dưới ngực, cái ruộng ở dưới bụng, nó có ba cái ruộng. Cái ruộng nó chứa năng lượng đó, tức là gì nè, mình thấy không, mình ngồi vậy người ai mà chỉ ngay cái giữa hai mắt mình cũng chịu, chỉ ngay ngực mình cũng chịu, chỉ hạ bộ mình cũng thích, cũng như con nít này, không cần người lớn bọn gì hết. Con nít em cứ lấy cái tay mình để gần cái hạ bộ nó không chịu, để tay giữa ngực nó cũng gạt ra, mà để tay dí ngay con giữa hai con mắt là nó ghét mình lắm. Còn mình để cho khác không có nói gì hết, mình chỉ cái mặt đó, cái nó nhìn mình liền, nó sừng liền. Còn mình tay mình để gần ngực nó, đàn ông hay con gái, con nít gì nó cũng gạt nó liền. Chú làm gì kỳ vậy, nó nói vậy, còn để anh cũng gạt ra, nhưng mà để đuôi nó không nói gì, mà đụng mặt ba cái chỗ này tự nhiên nó có cái gì đó. Thì người ta nói là khu nó chứa năng lượng, cái gì quý lắm, thành ra cái con người nó không cho chạm vô. Thì nó đặt tên là ở đó có năng lượng, gọi là đăng điện. Trên này đăng điện cái này ngày xưa là nó trên nơi chứa tủy cái não á, mà nê hoàng nó chứa não, nghe không? Chỗ đó nó có ba cái tên, một là chứa não, tức là não nè, nê hoàng, tức là cái tên của cái điểm đó, đó cái khu đó, đó gọi nó đặt tên là nê hoàng. Thổ phủ mộc địa là cái ba cái tên này giống nhau, đừng có lẫn lộn. Ví dụ như nó nói thổ phủ tức là cái não luôn, cái khu trên này. Nên ngọc trì cũng đây luôn, cái tên của Trung Quốc là đặt xưa. Nê hoàng là thượng đăng điền là cái điểm đó, một vuông. Bây giờ bắt đầu phân tách nha, bắt đầu để ý nha. Thượng đăng điền nó vẽ cái hình thượng đăng điền, một tấc hai phân, một tấc đầu á, mình cứ ghi là một tấc hai phân, một tấc hai, là có cái hình vuông đây là nó gọi là thượng đăng điền. Trong đó có một điểm, có một khiếu, hư khiếu, tức là trong này chứa cái thần người chứa đó, nó quy định vậy đó. Cái suy nghĩ mình nằm ở đó, tức là coi em đấy, mọi suy nghĩ nằm ở đầu chứ nằm ở đâu. Khi mình ngồi suy nghĩ nhiều, cái suy nghĩ nằm đây, chứ đâu có thể nằm dưới bụng, nằm dưới chân. Suy nghĩ nó nói cái ý là trên đầu có một cái điểm đang điện thần đó, là cái điểm đó, cái suy nghĩ mình nằm ở đó không chạy đâu được, đi đâu cũng phải về đó. Nên coi như cái nhà của suy nghĩ thì có một điểm nó gọi là thượng đăng điện, tức là khi mình tập trung suy nghĩ nhiều, nó sẽ cái điểm tập trung, cái suy nghĩ nó nhúc nhích là nó nằm ở chỗ đó, chỗ đó nó nói là đặt tên thượng đăng điện, như một suy nghĩ mình thấy suy nghĩ nằm đây chứ đâu chạy đâu, thấy không? Còn tình cảm ngẩn ngực á, vì vậy khi thất tình cái ngực nó nhói. Còn cái suy nghĩ mình ngồi mình tính toán bài vở hỏi nhất cái đầu nó đây ở đâu, còn lao động mạnh thì nó nên nhất cái toàn dưới khúc dưới bụng như này đó, thì nó nói cái chỗ đó có một điểm nó gọi là đang thượng đăng điền. Thượng điền sẽ chứa cái suy nghĩ mà em đó ý nó, mà nó đo nó nói cái đó là một tấc hai phân, đó là quy định. Rồi từ mi tâm vào thiên môn ra, bây giờ để ý nha nè, bây giờ đây là cái nê hoàng là tượng điện đúng không? Đây nê hoàng nè, xuống đây 1 2 3 4 nè, nó có 4 tập nè. Từ mi tâm tức là giữa hai lông mày đó, mi tâm này hai lông mày và một tấc, còn tấc mình cho mình là một tấc của nó là một đốt á, một đốt ngón tay á nè, đốt như nè, của mình là một đốt này nè, một tấc và một tấc là nó đặt tên là thiên môn. Cái tên đó, cái huyệt đó thiên môn, xong vô một tấc nữa, còn một tấc nữa là minh đường nè, tên là minh đường đó, để mình hiểu cái từ cái chỗ loay lên tới cái não nó có bốn có cửa vô, và một tấc là động phòng, đây động phòng rồi nó tới đây ngoài, tức là nó có ba ngón tay, nó giống như cái đúng mình á, 1 2 3 tới đây ngoài nè. Từ mi tâm và chương quân mi tâm là hai lông mày lên một, rồi thêm một tấc lên bên đường, một cái động phòng, một tấc là nê hoàng, tức là cái nê hoàng nó nằm cách cách đó ba tấc,
đó, tức là nè vi lông mày mình để đây ha, hai và để bàn tay cho nè, cái cách đếm này. Vi tâm này, một xong tới gì bên đường là bên đường nào nằm chỗ cái ngón tay, xong cái ngón thứ hai là thiên môn nè, vi tâm là cái điểm giữa hai mày ha, lên là thiên môn, xong lên tới bên đường lên động phòng, lên cái thứ đây ra cái điểm này, điểm này cái điểm này suy nghĩ nằm đây hay vậy đó, nói xác định luôn cái điểm nằm, cái suy nghĩ mình nằm luôn là ba ngón tay mình đi từ con mắt lên để nó nằm đây đó, thành ra giữ con mắt lại cái điểm nó nằm đây, điểm này gọi là thượng đăng điểm, cái điểm đó nó xác định giống như cái trốn mình có nẹt ba thốn dưới đúng số 123 đó, cái này nó xác định đó. Mà cái tên mỗi điểm nó có cái tên thiên môn minh đường động phòng rồi mới tới thượng đăng điểm đó. Đây thượng đăng điểm là nó có ba cái, một hai ba, thấy không, tức là bốn điểm nè, xác định chưa nè, một hai ba bốn là một, đây là con lông mày phải không, minh được lên thiên môn, xong lên cái là minh đường, lên cái động phòng, lên cái nê hoàng đó. Thêm một tắc là nê hoàng, tức là bốn cái nê hoàng nó nằm ở vị trí thứ tư, thứ nhất là giữa hai lông mày, rồi tới thiên môn, minh đường, động phòng, nê hoàng. Nê hoàng là thượng năng điền, thượng năng điền là cách gần như bốn ngón tay, đúng bốn ngón tay đó, ý nói vị trí nó xác định á, để mình khi ngồi của suy nghĩ tao nó không để đây đây này, nó nằm đây hay vậy đó, đó là tìm ra xác định được cái thượng năng điền, mà chỗ đó nó một tấc là bằng một tấc bằng cái chỗ đó nó là một cái điểm, nhưng mà nó có một cái chu vi nó là một tấc bằng một đốt bằng cái hình chữ nhật đầu ngón tay, bằng đầu ngón tay, cái diện tích đầu ngón tay một tấc hai phần rồi. Dưới vi tâm sống mũi là lôi đình, tức là cái này cái cục u này có cái thằng tay có cái cục lồi lên đó, đó là lôi đình phụ là cái cục mình lồi có mấy thằng La Mã hay có cái xương lồi ở cái mà coi là mỏm mũi két á, mũi két có cái lồi lên, nó đặt tên là lôi đình phụ để hiểu cái từ đó rồi đó. Dưới sống mũi tức là từ đây xuống đây nó có cái lỗ mũi có cục u lên, cái này cục u chỗ này này, nó nói trên hình này còn cái này bốn cái điểm nằm đây, cái cục u nằm giữa cái sống mũi này, cái này là lôi đình, nó đặt tên lôi đình. Từ kim kiều tới miệng có hai khiếu thông hầu, là cái miệng mình á, hầu là cái xương cổ mình nó có là chỗ nó hơi, tức là cái cổ mình á, khi vô trong này nó có một cái ống để thở, một cái ống để nuốt. Đó là cái hầu, là cái chỗ là nơi không khí vào, tức là cái cổ mình bắt đầu nó vô tới trong cái lỗ mũi nè, bắt đầu vô đây có cái cổ, xuống đây nó có cái chỗ một cái hầu đó, tức là cái này nó vô phổi, mình chỉ biết là cái hầu là vô phổi nè, thấy không, sau cái chỗ này nó có một cái cổ, có cái cổ nữa, cổ này nó đem đồ ăn xuống nè, đồ ăn xuống nó có hai cái cổ, mà cái chỗ này nó có cái có, tức là cái chỗ nó chẳng hai, nó khi mà đồ ăn vô á, thì nó cái không khí vô nó bịt cái bên này, nó không cho xuống được, bao tử nó vô cái phổi, còn nuốt thì nó mở cái nắp lên cho đồ ăn vô, tức là cái chỗ này có cái cửa, bên này là yết, bên này là hầu tức là đem không khí vào, yết là nuốt cơm, yết là chữ nuốt cơm, thành cái từ của Trung Quốc nó chữ yết là cái chỗ cơm, còn hầu là cái cổ, là cái chỗ nó mềm, chỗ này cái hầu là nó mềm, nó có 12 đốt, có 12 cái đốt xung xung trong nó giống như là cái, nó có khớp như vậy, đó, nó khớp nó có 24 cái dòng giống như cái cổ nha, khi nó nuốt nó lần vô đó là 12 cái đó nha. Cái chỗ mà yết á, cái cổ họng á, cái chỗ này thì nó xuống bao tử luôn, cái này đi vô phổi nha, một thằng một tới đây nó chẻ làm hai đường, một đường vô tử nó gọi là yết, còn một đường vô phổi nó gọi là hầu đó, để ý nha. Rồi cái này nó thông với ruột, tức là cái đường này, cái đường trong này có một cái đường rất độc đạo, khi mà nó vô qua cái cổ mình có một đường, cái này là vô phổi rồi, đây có một đường nữa, đường này nó ra tới lỗ đít luôn,
tức là nó qua bao tử nè, qua ruột non nè, qua ruột già. Cái đường này là cái đường đặc biệt, cái đường này là đồ ăn và nước uống vô đây, còn cái đường này không khí vô. Thì do đó cái khu chỗ này nó gọi là nơi nuôi người, cái cổ này là nơi nuôi người đó. Hầu có 12 quả trùng lâu, tức là nó có 12 lầu, lâu là cái lầu á, nó có